quý vị, nút giao thông Hồ Xuân Hương – Ngũ Hành Sơn đã được cải tạo, tổ chức phân làn từ xa, tránh xung đột giữa các loại phương tiện khi vào nút. Theo đó, xe thô sơ, mô tô gắn máy đi hướng Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn đến ngã tư Lê Văn Hưu phải rẽ vào đường gom, cấm đi vào đường chính để phòng tránh tai nạn giao thông. Tuy nhiên, qua hơn một tháng vận hành, tình trạng vi phạm giao thông tại đây có chiều hướng gia tăng. Phản ánh của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV. Rất nhiều mô tô xe máy đi vào đường cấm đoạn Lê Văn Hưu, Hồ Xuân Hương trên đường Ngũ Hành Sơn. Cảnh sát giao thông chốt chặn xử lý ngay đầu tuyến, nhưng các phương tiện không được phép đi vào làn chính vẫn vô tư vi phạm. Nhiều người không biết mình vi phạm lỗi gì. Cái đường này thì mới gắn bảng phân làn, nhưng mà tôi thì cũng rất ít đi đường này, mặc dù là cái bảng gắn cái biển phân làn thời gian cách đây cũng hơn 3-4 ngày rồi, nhưng mà tôi thì mới đi nên là tôi cũng chưa biết được. Hôm nay thì gặp mấy anh cảnh sát giao thông mình chặn lại và anh hướng dẫn chỉ dẫn cho tôi là lưu ý lại khi mà tham gia giao thông lần sau. Nhưng là trong thời gian đã cách ly rất lâu, lần đầu tiên cách 5-6 tháng đây mình vừa ra lại qua Đà Nẵng nên cái đoạn đường này mình chưa biết, thật sự là chưa biết. Cho nên nó là thôi mình em cũng đã sai rồi thì cũng lúc đó là cũng bề học để rút kinh nghiệm. Theo quy định, kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2021, các loại xe thô sơ, xe gắn máy và xe ô tô kích thước nhỏ đến ngã tư Lê Văn Hưu đi hướng Ngũ Hành Sơn sẽ phải vào đường gom dẫn đến ngã tư Ngũ Hành Sơn Hồ Xuân Hương. Các phương tiện phải tuân theo biển báo và hệ thống tín hiệu đèn để phòng tránh tai nạn giao thông. Bên cạnh việc trực tiếp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, cảnh sát giao thông thành phố sẽ trích xuất camera, gửi thông báo phạt nguội đến chủ phương tiện. Để lập lại trật tự an toàn giao thông á, chúng tôi kiên quyết xử lý những hành vi cố tình vi phạm. Bên cạnh đó cũng tuyên truyền nhắc nhở đối với những người dân ở xa tới đây tham gia giao thông thì chưa hiểu biết về đường này, cũng phải tuyên truyền nhắc nhở cho người dân hiểu biết là đây là đường gom, đường đi vào đường cấm.